chào cả nhà, hôm nay Trầm Hương Nguyễn rất là vui khi có mặt tại phim Đó Hoa Mong Manh ở Việt Nam. Và công ty Trầm Hương Nguyễn đã đồng hành với lại bộ phim Đó Hoa Mong Manh, và cũng là Hương Nguyễn cũng quen biết chị Mai Thu Hiền rất là lâu rồi. Và hiện tại thì cái phim Đó Hoa Mong Manh vẫn đang trình chiếu ở các tiểu bang trên nước Mỹ và được những người Việt Nam ủng hộ rất là nhiều, và không phải là riêng những người Việt Nam không, đúng không chị Hành Lê? Dạ, và Hương Nguyễn giống như là rất là háo hức khi là được đứng ở đây, cho nên là mọi người nhớ ủng hộ cho cái phim Đó Hoa Mong Manh đến từ nhà sản xuất và đạo diễn Mai Thu Huyền. Cảm xúc và tới phút coi như là tới phút 99 là sẽ có một cái tiếp rất là hay luôn nha. Cả nhà mình nhớ đón xem tại tất cả cụm rạp ở Việt Nam tại ngày 12 tháng 4 này. Sự cần đối, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc tôi nhận lại được cái gì? Tất cả những gì các người gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông đọc cuối, ông đừng biến thành Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương. Nói em vào anh chiếc hôn nồng.